sụp xịt nó chạy, nó cảm giác nó giọng lên nè. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem độ bắt nó. Nồi zin nó lúc mà chưa vô đây chạy hết nổi, yếu. Dịch ở nhà làm xe cho anh em các cấu. Lăn làm máy luôn. Chạy lủng lôi lát luôn. VH662 nè, Vario 62 nè, SH69 tự do, S65, S62 374, S62 65. Rồi bô 374.
mà anh em xem clip nha. Quá chạy xe luôn, làm không sởi luôn. Mấy này tăng ca đêm không, dịch không đi đâu, ở nhà làm xe cho anh em nha. Đây, tiếp tục buổi trưa đồng vui của anh em nha. Mặt trong center đi lâu xin quýt quay đi. Cố gắng những ngày dịch ở nhà làm xong xe cho anh em nha. Bài trăm lần